Một chiều đi trên con đường này, hoa đi vàng trải dưới chân tôi, ngập ngừng trong tôi như thầm hỏi đường về trường ôi sao lạ quá. Một lần đi qua con đường này, bao kỷ niệm chợt sống trong tôi, về lại trong sân môi trường này, còn đâu đây nỗi nhớ vô bờ. Tiếng nói thầy cô chắp cánh ta bay bay vào cuộc sống. Nhớ nhớ mỗi mùa thi qua là một lần ghi dấu trong cuộc đời. Nhớ ghế đá hàng cây là bạn cùng tôi mỗi lần lên trường. Đi trên con đường này, hoa đi vàng trải dưới chân tôi, ngập ngừng trong tôi như thầm hỏi đường về trường ôi sao lạ quá. Một lần đi qua con đường này, bao kỷ niệm chợt sống trong tôi, về lại trong sân ngôi trường này, còn đâu đây nỗi nhớ vô bờ. Tiếng nói thầy cô chắp cánh ta bay bay vào cuộc sống. Nhớ nhớ mỗi mùa thi qua là một lần ghi dấu trong cuộc đời. Nhớ ghế đá hàng cây là bạn cùng tôi mỗi lần đến trường. Một chiều đi trên con đường này, hoa đi vàng trải dưới chân tôi, ngập ngừng trong tôi như thầm hỏi đường về trường ôi sao lạ quá. Một lần đi qua con đường này, bao kỷ niệm chợt sống trong tôi, về lại trong sân ngôi trường này, còn đâu đây nỗi nhớ vô bờ. Tiếng nói thầy cô chắp cánh ta bay bay vào cuộc sống. Nhớ nhớ mỗi mùa thi qua là một lần ghi dấu trong cuộc đời. Nhớ ghế đá hàng cây là bạn cùng tôi mỗi lần lên trường. Nhớ mãi ngày chia tay nụ cười còn xa xuyến lòng ai. Bạn bè đến những miền xa, nhớ mãi ngày chia tay, nụ cười còn xa xuyến lòng ai. Nhớ mãi ngày chia tay, cùng bạn bè đến những miền xa.
bàn tay ta nắm nối tròn một vòng Việt Nam. Cờ nối gió đêm vui nối ngày, dòng máu nối con tim đồng loại, dòng tình người trong ngày mai. Thành phố nối thôn xa vây vời, người chết nối linh thiêng vào đời và nụ cười nở trên môi. Từ hoang vu Nam đôi liệt nằm tay, ta đi từ đồng hoang vu vượt hết núi đồi. Vượt tháp treo leo tay ta vượt đèo, từ quê nghèo đến phố lớn nắm tay nối liền. Biển xanh sông đẫm nối liền một dòng tình sinh. Trong ngày mới thành phố nối thôn xa vời vời, người chết nối linh thiêng vào đời và nụ cười nở trên môi. Từ bắc vô nam đôi liệt nằm tay, ta đi từ đồng hoang vu vượt hết núi đồi. Vượt tháp treo leo tay ta vượt đèo, từ quê nghèo đến phố lớn nắm tay nối liền. Biển xanh sông đẫm nối liền một vòng tự sinh. Cờ nối gió đêm vui nơi ngày, dòng máu nối con tim đồng loại, dòng tình người trong ngày mới. Thành phố nối thôn xa vời vời, người chết nối linh thiêng vào đời và nụ cười nở trên môi. Trong ngày mới thành phố nối thôn xa vời vời, người chết nối linh thiêng vào đời và nụ cười nở trên môi. Những tháng ngày năm đó ta đã cười thật tươi, 18 đôi 10 nhưng nụ cười đẹp nhất đời. Dẫu gian khó dẫu vòng ba, hiên ngang bước sóng gió sẽ qua. Những tháng ngày năm đó anh cũng cười thật tươi, có đôi lời yêu em anh vẫn chưa dám ngó lời. Yêu bầu trời năm ấy cũng ngàn vệt nắng ở cuối trời, vẫn nhớ bóng dáng đôi người, nhớ nụ cười xuân thời.
sợ ai chê, đam mê phía trước đừng đợi chờ lên thế. Mơ và hay cứ ước anh xuân cùng làm điều phi thường, hẹn gặp nhau ở cuối con đường. Đời đổi thay, thế giới vẫn quay, tuổi thanh xuân như gió như mây, cười thật tươi đến khi đôi môi. Niên khóa 1995-1999 của trường Trung học cơ sở Kim An thân mến, những phút giây dâng trào cảm xúc trong ngày trở về sẽ diễn ra ngay sau đây. Và ngay lúc này, chúng ta hãy dành những tràng pháo tay thật là nồng nhiệt để cùng chào đón tới sự hiện diện của toàn thể quý vị của chúng ta đã có mặt trong chương trình ngày hôm nay. Kính thưa các quý vị đại biểu khách quý, kính thưa các thầy giáo, cô giáo, thưa toàn thể các bạn cựu học sinh thân mến, sau 25 năm xa cách, bằng sự khát khao, bằng nỗi nhớ mong và bằng sự chân thành của các bạn cựu học sinh niên khóa 1995-1999, thì ngày hôm nay, tất cả chúng em, những cựu học sinh của mái trường Kim An yêu dấu, xin được quay trở về trân trọng và kính mời các quý vị đại biểu, khách quý cùng các quý thầy cô về tham dự buổi lễ kỷ niệm ngày trọng đại này. Kính thưa các quý vị, 20 năm trôi qua, mái trường Kim An giờ đây đã có nhiều đổi khác. Góc sân trường, cây bàng, hành lang, phấn trắng bảng đen, tất cả chỉ trong chung ký ức của mỗi chúng em. 25 năm chúng ta lại được ngồi đây bên nhau, cùng nhau ôn lại những kỷ niệm của một thuở cắp sách tới trường. Một thời áo trắng đầy mơ mộng, một thời học sinh với những tiếng cười giòn tan. Thời gian và không gian có thể thay đổi, nhưng những ký ức trong lòng mỗi chúng ta không thể xóa mờ. Nó in sâu vào trong tâm trí của mỗi chúng ta. Để rồi ngày hôm nay, sau 25 năm xa cách, chúng ta lại được hội tụ về đây tại quang cảnh của ngôi trường Kim An yêu dấu. Ở đó, những niềm vui, những nụ cười và những giọt nước mắt của sự hạnh phúc, của sự trở về sau 25 năm. Và ngày hôm nay, chúng ta lại được hội ngộ và tri ân. Người ta nói, có một nghề bụi phấn bám đầy vai, tay vẫn gọi là nghề cao quý nhất. Có một nghề không trồng cây vào đất mà cho đời những đóa hoa thơm. Có một nghề lặng thầm những đêm thâu, ánh đèn khuya miệt mài trang giáo án, giọt mồ hôi rơi nhòe trang giấy. Đó là nghề, nghề giáo tôi yêu. Kính thưa toàn thể các quý vị đại biểu thân mến, các thầy giáo, cô giáo và các bạn học sinh,
Đây là một trong những hoạt động có ý nghĩa đối với thầy và trò của trường Trung học cơ sở Kim An niên khóa 1995-1999 trong ngày trở về ngày hôm nay. Một bầu không khí tuyệt vời trong ngày hội khóa, và chúng tôi xin một tràng pháo tay thật lớn của tất cả quý vị cho những giây phút tuyệt vời này. Và lần đầu tiên, cho phép những người làm chương trình xin được trân trọng gửi tới các quý vị đại biểu khách quý, các thầy giáo, cô giáo cùng toàn thể các bạn cựu học sinh trường Trung học cơ sở Kim An niên khóa 1995-1999 lời kính chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Chúc cho buổi lễ kỷ niệm 25 năm ngày hội khóa tại trường Trung học cơ sở Kim An của chúng ta ngày hôm nay thành công, rực rỡ. Vâng, thưa các quý vị, chúng em trở về trường xưa và một ngày hồi hè oi ả, khi những chùm phượng vĩ rực lở, những chùm hoa bằng lăng tím nở rộ, những chú ve ngân nga cất lên những âm thanh quen thuộc, cũng là lúc lứa tuổi học trò dâng trào cảm xúc bồi hồi, xao xuyến khi phải chia tay bạn bè, chia tay mái trường, để rồi những ký ức tuổi học trò đầy mơ mộng sẽ còn mãi trong tim chúng em. Vâng, tuổi học trò là quãng thời gian đẹp nhất của mỗi con người. Hôm nay, với hơn 50 cựu học sinh niên khóa 1995-1999 của trường Trung học cơ sở Kim An thân yêu, sau bao năm xa cách và ngay sau bao nhiêu ngày bồi hồi, xao xuyến, chờ mong thì hôm nay ngày sum họp chính thức đã đến. Trong giờ phút này, ai ai cũng ngập tràn hạnh phúc vì được gặp lại thầy cô, bạn bè và được trở về với mái trường xưa yêu dấu. Vâng, kính thưa các quý vị đại biểu, thưa các quý thầy cô cùng toàn thể các bạn cựu học sinh thân mến. Sau bao nhiêu năm xa cách thì ngày hôm nay chúng ta lại cùng hội tụ về đây để cùng nhau bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới các thầy giáo, cô giáo, những cán bộ, nhân viên đã dìu dắt chúng em suốt những năm tháng học tập dưới mái trường, cùng nhau ôn lại những kỷ niệm của tuổi học trò hồn nhiên trong sáng. Và sau đây, để mở đầu cho chương trình buổi lễ hội ngộ tri ân, xin kính mời các quý vị đại biểu cùng các quý thầy cô giáo, cùng toàn thể các bạn cựu học sinh, chúng ta cùng thưởng thức một chương trình biểu diễn nghệ thuật đặc sắc gồm các tiết mục. Mở đầu là tiết mục liên khúc tặng thầy cô do Tốp Múa khóa 1995-1999 thể hiện. Hai ca khúc tình thơ sáng tác Hoài An do Quang Sản thể hiện. Ba ca khúc Bụi Phấn sáng tác Vũ Hoàng do Tốp Múa, do Tốp Ca khóa 1995-1999 thể hiện. Và ngay sau đây, xin mời quý vị đại biểu, quý thầy cô và các bạn học sinh niên khóa 1995-1999, chúng ta hãy dành một tràng pháo tay thật lớn để chương trình văn nghệ chào mừng xin phép được bắt đầu. Vâng, và ở phía dưới thì xin mời các quý vị đại biểu khách quý cùng toàn thể các anh chị cựu học sinh, chúng ta hãy đổ những tràng vỗ tay và cùng vỗ theo những điệu nhạc trên sân khấu ngay lúc này ạ. Vâng, rất tuyệt vời. Vâng, chúng ta hãy vỗ thật to những tràng vỗ tay của mình lên đi ạ. Trôi theo cánh phượng, lời thầy cô
bông hồng bông bóng. Mình đã đi qua những đôi mặt tây, nhìn về phương xa, dù có bao gian khó hãy nhớ nụ cười là món quà. La 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 la. Đổi thay thế giới vẫn quay, tuổi thanh xuân như gió như mây, cười thật tươi lên khi đôi môi ta còn đó mong năm tháng ấy quay lại được không. Năm đó ta đã cười thật tươi, 18 đôi 10 nhưng nụ cười đẹp nhất đời. Dẫu gian khó, dẫu vòng ba, hiền ngang bước sóng gió sẽ qua. Những tháng ngày năm đó anh cũng cười thật tươi, có đôi lời yêu em anh vẫn chưa dám ngỏ lời. Yêu bầu trời năm ấy cũng an vẹn nắng ở cuối trời, nhớ mong dáng đôi người nhớ nụ cười xuân. Vâng, và xin một tràng pháo tay thật lớn của toàn thể quý vị cho tiết mục đầu tiên của chúng ta ngày hôm nay vô cùng sôi động. Vâng, lời đầu tiên em xin gửi tới quý vị đại biểu cùng toàn các thầy cô giáo cùng toàn thể các bạn lời kính chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất ạ. Vâng, để lấy kỷ niệm 25 năm ngày tri ân và hội ngộ. Vâng, sau đây em xin gửi đến quý đại biểu cùng toàn thể các thầy cô giáo và các bạn một bài hát được mang tên Tình Thơ. Hàng cây đa xanh tầng cây góc sân trường, hành lang ấy xa dần xa bước chân người. Bản thân hai ta khắc ghi trong lòng những ước mơ hồng ngày tháng chờ mong. Dòng niu buồn chỉ kịp khi đã ướt nhòe, nhành hoa thắm chưa kịp trao tay một lần. Kỷ niệm đó trong chiều mưa tan trường, hai đứa trên đường sao nghe vẫn vương. Bao yêu thương trong ta tìm về một thoáng trường xưa đã nghe thời gian thôi đưa để bâng khuâng trong tim một thời thì bước ngày xưa ước mơ người còn đâu nữa ấy từng ai quen ai dần hờn buồn đánh phường rơi khi ta chờ người không tới cho hôm nay miên man bồi hồi nhặt lá vàng rơi khi xưa một mối tình thơ. Hàng cây đa xanh tầng cây góc sân trường, hành lang ấy xa dần xa bước chân người. Bản thân hơi ta khắc ghi trong lòng những ước mơ hồng ngày tháng chờ mong. Dòng đi buồn chưa kịp ghi đã ướt nhòe, nhành hoa thắm chưa kịp trao tay một lần. Kỷ niệm đó trong chiều mưa tan trường, hai đứa trên đường sao nghe vẫn vương. Bao yêu thương trong ta tìm về một thoáng trường xưa đã nghe thời gian thôi đưa nghe bâng khuâng trong tim một thời tìm bước ngày xưa ước mơ người còn đâu nữa ai thương ai quen ai dần hờn buồn đánh thường rơi khi ta chờ người không tới cho hôm nay miên man bồi hồi nhặt lá vàng mơ khi xưa một món tình thơ cho hôm nay miên man bồi hồi nhặt lá vàng mơ khi xưa một mối tình thơ. Là em xin hết ạ. Vâng, và xin một tràng pháo tay của toàn thể quý vị cho ca khúc Tình Thơ có sự thể hiện của quán xa. Lời đầu tiên cho em thay mặt các bạn đây xin gửi chào đến tất cả các quý vị đại biểu và quý thầy cô cùng các bạn một lời chào trân trọng nhất ạ. Ở đây chúng em cũng gọi là
gửi tới các thầy cô cùng các bạn là một tác phẩm mang tên là Bụi Phấn. Một lần nữa xin được cảm ơn cô giáo Hà Thị Liên, nguyên hiệu phó của nhà trường cùng với các anh chị cựu học sinh của nhà trường trung học cơ sở Kim An của chúng ta cũng đã tạo nên một bầu không khí và có những tiết mục văn nghệ chào mừng vô cùng đặc sắc. Và một lần nữa xin một tràng pháo tay của toàn thể quý vị để cảm ơn các tiết mục văn nghệ chào mừng của chúng ta. Vâng, một lần nữa xin được trân trọng kính mời các quý vị đại biểu khách quý cùng toàn thể các thầy giáo, cô giáo cùng với các anh chị cựu học sinh. Chúng ta sẽ đứng dậy chuẩn bị làm lễ chào cờ và dành những phút giây tưởng niệm tới anh linh các anh hùng liệt sĩ cũng như là cố tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. Nghiêm chào cờ chào.
phút tưởng niệm đã qua, trân trọng kính mời các quý vị đại biểu, khách quý, các thầy giáo, cô giáo cùng các anh chị cựu học sinh chúng ta cùng an tọa. Kính thưa các quý vị đại biểu, kính thưa các thầy giáo, cô giáo cùng toàn thể các bạn cựu học sinh thân mến, hôm nay được sự nhất trí tạo mọi điều kiện về địa điểm, về không gian, về thời gian, về cơ sở vật chất của các thầy giáo, cô giáo trong ban giám hiệu đương thời trường Trung học cơ sở Kim An và thể theo tâm tư nguyện vọng của các bạn cựu học sinh niên khóa 1995-1999 trường Trung học cơ sở Kim An, chúng ta cùng nhau hội tụ về đây trong không khí ấm áp tình thầy trò, tình bạn bè, cùng nhau ôn lại những kỷ niệm của một thời áo trắng, đồng thời tri ân các thầy cô giáo nhân dịp kỷ niệm 25 năm ngày hội khóa. Nơi đây, 25 năm về trước đã trở thành khởi điểm quan trọng cho tình thầy trò, tình bạn hữu sâu sắc và bền vững. Chúng ta trân trọng và cảm ơn, chào mừng sự hiện diện của các quý vị đại biểu, quý thầy cô trong ban giám hiệu nhà trường đương thời, quý thầy cô trong ban giám hiệu nhà trường tiểu học, trung học cơ sở niên khóa 1990-1995 và 1995-1999. Các thầy cô là giáo viên chủ nhiệm, giáo viên các bộ môn giảng dạy từ các lớp, từ lớp 1 đến lớp 9. Các quý vị đại biểu khách quý cùng toàn thể các bạn cựu học sinh của niên khóa 1990-1999 đã về dự với buổi lễ kỷ niệm của chúng ta ngày hôm nay. Và sau đây, thay mặt cho ban tổ chức, chúng em xin được trân trọng giới thiệu và nhiệt liệt chào mừng sự hiện diện của các quý vị đại biểu, quý thầy cô giáo đã về dự chung vui cùng với chúng em ngày hôm nay. Đại biểu xã xin được trân trọng giới thiệu và nồng nhiệt chào mừng sự hiện diện của ông Nguyễn Văn Hải, Phó Bí thư, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Kim An. Đến dự với chương trình lễ kỷ niệm 25 năm ngày hội ngộ và tri ân của chúng ta ngày hôm nay, xin được trân trọng giới thiệu sự hiện diện của các thầy giáo, cô giáo, nguyên là ban giám hiệu nhà trường, nguyên là các thầy giáo, cô giáo đã từng giảng dạy chúng em trong hai cấp học, cấp 1 và cấp 2, niên khóa 1990-1999. Ban tổ chức xin được trân trọng giới thiệu và nồng nhiệt chào đón thầy giáo Nguyễn Trọng Hồng, nguyên hiệu trưởng trường Trung học cơ sở Kim An, đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Xin được trân trọng giới thiệu cô giáo Hà Thị Liên, nguyên hiệu phó trường Trung học cơ sở Kim An. Xin được trân trọng giới thiệu cô Phùng Thị Thỏa, nguyên giáo viên dạy bộ môn văn. Xin trân trọng giới thiệu cô giáo Nguyễn Thị Mời, nguyên giáo viên dạy bộ môn lịch sử. Xin được trân trọng giới thiệu cô giáo Lê Thị Sinh, nguyên giáo viên giảng dạy môn sinh học. Xin trân trọng giới thiệu cô giáo Nguyễn Hồng Hạnh, nguyên giáo viên giảng dạy bộ môn ngữ văn. Xin được trân trọng giới thiệu cô Đỗ Thị Lưu, nguyên giáo viên chủ nhiệm lớp 4. Xin được trân trọng giới thiệu cô giáo Phạm Thị Sinh, nguyên giáo viên chủ nhiệm lớp 1. Xin được trân trọng giới thiệu cô giáo Nguyễn Thị Sử, nguyên giáo viên chủ nhiệm lớp 2. Kính thưa các quý vị đại biểu, khách quý, quý thầy cô giáo cùng toàn thể các bạn cựu học sinh niên khóa 1995-1999 đến dự với chương trình kỷ niệm 25 năm ngày hội ngộ và tri ân ngày hôm nay. Chúng em xin được trân trọng giới thiệu sự hiện diện của các anh chị trong ban liên lạc trường Trung học cơ sở Kim Tử. Trân trọng giới thiệu các anh chị trong ban liên lạc trường Trung học cơ sở Đỗ Động. Trân trọng giới thiệu các anh chị trong ban liên lạc trường cấp 2 Nguyễn Trực, thị trấn Kim Bài. Trân trọng giới thiệu các cựu học sinh trong ban liên lạc thôn Hoàng Diệu, Trương Mỹ. Trân trọng giới thiệu các anh chị trong ban liên lạc trường Trung học cơ sở Thanh Mai. Và quý vị thân mến, đặc biệt về dự lễ kỷ niệm 25 năm ngày hội khóa ngày hôm nay, không thể không nhắc tới sự hiện diện của hơn 50 cựu học sinh niên khóa 1990-1999 đã làm nên buổi lễ kỷ niệm trang trọng ngày hôm nay. Kính thưa các quý vị đại biểu, quý thầy cô giáo cùng toàn thể các bạn cựu học sinh thân mến, những giây phút hạnh phúc trong buổi gặp mặt ngày hôm nay sẽ khắc sâu trong tâm khảm của chúng em.
ở những tháng ngày tiếp theo, và sự hiện diện của các thầy giáo, cô giáo cùng toàn thể các bạn cựu học sinh là một minh chứng cho tình thầy trò thiêng liêng, tình bạn đáng trân trọng. Một lần nữa xin được nồng nhiệt chào mừng. Kính thưa các thầy cô giáo, thưa toàn thể các bạn cựu học sinh thân mến, chớp mắt đã 25 năm trôi qua, thời gian trôi thật nhanh với bộn bề của cuộc sống, với những lo toan, mưu sinh của từng cá nhân. Cuộc sống có thật nhiều khoảnh khắc để ta nhớ, nhưng có lẽ khoảnh khắc bên những người thầy, người cô, những khoảnh khắc bên những người bạn của tuổi học trò thơ mộng, thật quý và hiếm biết bao. Và ngay sau đây, xin được trân trọng giới thiệu anh Nguyễn Quang Phương, trưởng ban liên lạc hội khóa sẽ lên đọc diễn văn khai mạc. Xin trân trọng kính mời anh. Lời đầu tiên em cũng không biết nói gì hơn. Em xin chúc các thầy cô giáo và chúc các toàn thể quý vị đại biểu, chúc các bạn cựu học sinh thân mến. Cũng qua một thời gian là cũng hơi dài chút thì cũng hơi bồi hồi, xúc động. Tớ thì em xin phép các thầy các cô ạ, em hơi xúc động một chút. Kính thưa các quý vị đại biểu khách quý và kính thưa các quý thầy cô và các anh chị cựu học sinh, và có lẽ anh trưởng ban liên lạc của chúng ta rất là xúc động và lúc này không thể tự mình có thể đọc được bài phát biểu khai mạc, và cũng xin được ủy quyền cho chị Luyến, cũng là một thành viên trong ban liên lạc, sẽ cùng thực hiện nghi thức này. Xin trân trọng kính mời. Kính thưa các quý vị đại biểu, kính thưa các thầy giáo, cô giáo, thưa toàn thể các bạn thân mến. Lời đầu tiên cho phép tôi thay mặt ban liên lạc và ban tổ chức xin được nồng nhiệt chúc mừng các thầy giáo, cô giáo trường Kim An và các bạn cựu học sinh khóa 1995-1999 đã về đây tham dự buổi gặp mặt nhân dịp kỷ niệm 25 năm ngày ra trường ngày hôm nay. Kính thưa các thầy giáo, cô giáo, thưa toàn thể các bạn thân mến, hôm nay trong không khí đầm ấm, thân thương này, cho em xin được thay mặt tập thể cựu học sinh trường Kim An xin chân thành cảm ơn các quý thầy cô đã không quản ngại đường xá xa xôi, cũng như vượt qua những trở ngại do tuổi tác, sức khỏe, để hiện trong ngày sum họp của chúng em sau 25 năm biển biệt xa cách, tấm tình của tình thầy cô mà chúng em đã được đón nhận từ cách đây một phần của thế kỷ đã qua hao mòn theo tháng năm để trở về đây, chúng em cảm thấy bé nhỏ thơ dại như ngày nào ngồi nghe những lời giảng khai tâm trí cho chúng em vào đời. Xin quý thầy cô nhận nơi chúng em đã lời tri ân, lời chúc mừng, lời cầu mong sức khỏe chân thành nhất. Một lần nữa thay mặt ban liên lạc xin được kính chúc các quý vị đại biểu, các quý thầy cô giáo cùng toàn thể các bạn mạnh khỏe, gia đình hạnh phúc, an khang thịnh vượng. Chúc buổi lễ kỷ niệm 25 năm ngày trở về thành công tốt đẹp. Xin được trân trọng cảm ơn ạ. Cảm ơn với bài phát biểu của các anh chị đại diện trong ban liên lạc của chương trình hội khóa ngày hôm nay. Và thực sự đồng chí trưởng ban liên lạc rất là xúc động, và anh cũng tâm sự với MC Quang Cảnh bên phía bên trong cánh gà là anh rất xúc động và giây phút này không thể tự tin để cùng thể hiện bài khai mạc. Và cũng xin toàn thể quý vị cũng thông cảm và dành cho trưởng ban liên lạc của chúng ta một tràng vỗ tay ạ. Kính thưa các vị đại biểu, quý thầy cô giáo cùng toàn thể các bạn cựu học sinh thân mến, về dự với lễ kỷ niệm 25 năm ngày hội khóa 1995-1999 của trường Trung học cơ sở Kim An ngày hôm nay, ban tổ chức buổi lễ rất vui mừng và phấn khởi được đón nhận các quý vị đại biểu khách quý đã đến dự chung vui, có những lãng hoa tươi thắm chúc mừng cho buổi lễ. Sau đây xin trân trọng giới thiệu và kính mời các anh chị cựu học sinh trong ban liên lạc của nhà trường sẽ cùng tiến lên sân khấu để cùng đón nhận những bông hoa tươi thắm của các quý vị đại biểu khách quý về dự trong chương trình ngày hôm nay. Vâng, và để mở đầu chương trình thì ban tổ chức trân trọng giới thiệu và kính mời ông Nguyễn Văn Hải, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Kim An sẽ đại diện cho Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã lên tặng hoa chúc mừng cho chương trình ngày hôm nay. Xin được trân trọng kính mời ông. Theo xin được trân trọng kính mời ban liên lạc trường cấp 2 Nguyễn Trực, thị trấn Kim Bài lên có những lãng hoa tươi để chúc mừng ngày hội khóa.
Và tiếp theo chương trình, trân trọng kính mời ban liên lạc hội khóa 1995-1999 xã Kim Thư sẽ cùng tiến lên sân khấu để tặng hoa chúc mừng. Tiếp theo xin được trân trọng kính mời ban liên lạc trường trung học cơ sở Đỗ Động lên có những lãng hoa chúc mừng ạ. Vâng, và tiếp nối chương trình, trân trọng giới thiệu và kính mời hội đồng niên 1990-1999 thôn Mỹ Hạ, xã Thanh Mai sẽ tiến lên sân khấu tặng hoa chúc mừng. Vâng, và thưa quý vị, và ngay sau đây là thành viên của nhóm Thích Là Nhích. Vâng, một tên gọi rất là hay, sẽ cùng tiến lên sân khấu để cùng chúc mừng cho chương trình hội khóa ngày hôm nay. Vâng, và một lần nữa xin được cảm ơn lãng hoa tươi thắm của nhóm Thích Là Nhích cũng như là tất cả những món quà, những bông hoa tươi thắm của các quý vị đại biểu khách quý, các đơn vị đã cùng góp mặt và gửi tới trong chương trình hội khóa ngày hôm nay của các anh chị cựu học sinh niên khóa 1995-1999 của trường trung học cơ sở Kim An. Vâng, và thưa quý vị thân mến, ngoài những lãng hoa tươi thắm thì ngay sau đây xin trân trọng kính mời các anh chị trong đơn vị Kim Thư và Thanh Mai sẽ có những món quà để gửi tới trong chương trình hội khóa ngày hôm nay. Trân trọng kính mời ạ. Vâng, những cái bắt tay thể hiện sự gắn kết. Và đúng như cái tên gọi, đó chính là ban liên lạc của chúng ta. Mà giây phút tuyệt vời này, chúng tôi mong muốn nhận được một tràng vỗ tay thật lớn nữa của tất cả quý vị. Kính thưa toàn thể quý vị đại biểu khách quý cùng toàn thể các bạn học sinh thân mến, lễ kỷ niệm 25 năm ngày hội khóa 1995-1999 của chúng ta rất vinh dự được đón tiếp các quý vị đại biểu khách quý đã dành thời gian quý báu tới dự và chung vui và có những lãng hoa tươi thắm để chúc mừng. Một lần nữa chúng ta hãy cùng vang lên một tràng pháo tay thật giòn giã để cùng cảm ơn những món quà cũng như là những lãng hoa tươi thắm của toàn thể quý vị đã có mặt trong chương trình ngày hôm nay. Kính thưa các quý vị đại biểu, quý thầy cô giáo cùng toàn thể các bạn cựu học sinh thân mến, 25 năm chứng kiến biết bao sự đổi thay của mái trường, thầy cô và bạn bè. Mái trường xưa giờ đã già hơn trước, các thầy cô giáo khi giảng dạy chúng em hầu hết vẫn còn rất trẻ, nay tóc thầy đã bạc, lưng thầy đã còng, giọng nói đã run run. Các bạn học sinh sau 25 năm cũng đã trưởng thành hơn nhiều, có nhiều bạn làm việc công tác trong môi trường nhà nước, có nhiều bạn buôn bán kinh doanh, nhưng ngày hôm nay chúng em cùng nhau có mặt tại đây để cùng nhau ôn lại những kỷ niệm của tuổi học trò hồn nhiên và thơ mộng, đồng thời cũng để tri ân các thầy giáo, cô giáo đã là những người mẹ hiền thứ hai trong cuộc sống của chúng em. Ngày hôm nay nhìn các thầy giáo, cô giáo tóc đã điểm bạc, chúng em nhận thấy có một phần lỗi lầm của chúng em và ngay sau đây chúng em xin được trân trọng giới thiệu và kính mời. Trân trọng giới thiệu và kính mời thầy giáo Nguyễn Trọng Hồng, nguyên hiệu trưởng trường trung học cơ sở Kim An lên có đôi lời phát biểu cảm tưởng và đánh trống trường giúp chúng em để chúng em có thể hồi tưởng lại kỷ niệm của tuổi học trò. Xin trân trọng kính mời thầy. Kính thưa các thầy các cô trong ban giám hiệu nhà trường trung học cơ sở Kim An, kính thưa các vị đại biểu khách quý, kính thưa các thầy giáo, cô giáo đã và đang công tác tại nhà trường. Thưa toàn thể các em học sinh niên khóa 1995-1999 yêu quý, tôi rất vui mừng và như lúc này cũng rất cảm động được trở về ngôi trường mà gần 30 năm nay tôi đã làm việc và gắn bó cùng với các bạn đồng nghiệp và bao thế hệ học sinh thân yêu. Để dự buổi lễ tri ân của các em,
cựu học sinh niên khóa 1995-1999 tổ chức. Có thể nói, đây là niên khóa đầu tiên tổ chức gặp mặt sau 25 năm ra trường của các thế hệ học sinh trường Trung học cơ sở Kim An. Đấy. Và cũng đại diện cho cá nhân, thay mặt cho các thầy các cô là xin cảm ơn ban tổ chức đã tổ chức được cái buổi họp mặt ngày hôm nay để các thầy các cô, tức là một cầu nối để các thầy các cô được gặp nhau sau nhiều năm, cũng như là để cho cái tình cảm của thầy và trò nhận ra sau 25 năm thì cũng có thầy cô nhận được tên, nhớ mặt mà không nhớ tên, vân vân. Đấy, thì có thời gian để giữa thầy và trò chúng ta là gắn bó hơn. Trong không khí nồng ấm của thầy và trò sau 25 năm hội ngộ, tôi xin gửi tới các vị đại biểu, các thầy giáo, cô giáo, các em cựu học sinh niên khóa 95-99 lời chúc mừng tốt đẹp nhất, chúc cho chương trình kỷ niệm 25 năm ngày hội ngộ thành công tốt đẹp. Kính thưa các vị đại biểu, kính thưa các thầy giáo, cô giáo và thưa toàn thể các em học sinh thân mến. Nhìn lại 25 năm về trước, các em học sinh niên khóa 95-99 sau khi các em đã thi tốt nghiệp, tạm biệt các thầy, các cô, tạm biệt bạn bè, tạm biệt nhà trường Trung học cơ sở Kim An thân yêu, bắt đầu bước vào một giai đoạn mới của cuộc đời. Sau 25 năm, nhìn lại những học sinh ngày ấy, nay các em đã trưởng thành, mỗi em chọn cho mình một ngành nghề cùng với sự cố gắng, nỗ lực, phấn đấu của mình. Nhiều em đã thành đạt trên các lĩnh vực của cuộc sống, đó là những kỹ sư, những bác sĩ, những nhà tri thức, phục vụ trong quân đội, lực lượng vũ trang, danh nhân, vân vân. Và cũng có những em ở tại địa phương gánh vác những trọng trách để xây dựng quê hương giàu đẹp. Có một điều rất đáng phấn khởi và tự hào là dù ở đâu, ở cương vị nào, các em cũng đều là những công dân tốt, có ích cho xã hội. Và lúc này đây là những người cha, người mẹ mẫu mực trong gia đình. Thầy giáo mong rằng các em tiếp tục phát huy những kết quả và thành tích đã đạt được, làm gương cho lớp lớp đàn em học tập và noi theo, góp phần xây dựng quê hương, đất nước ngày một giàu đẹp hơn. Trước khi dừng lời, tôi xin kính chúc các vị đại biểu khách, các thầy giáo cô giáo, các em học sinh niên học 1995-1999 luôn mạnh khỏe, nhiều niềm vui, thành đạt và hạnh phúc. Xin trân trọng cảm ơn. Vâng, và xin được trân trọng cảm ơn bài phát biểu của thầy. Và ngay sau đây, xin được mời thầy sẽ cùng đánh hồi trống trường để cùng hồi lại những ký ức, những kỷ niệm của một thầy học sinh của chúng em đi ạ. Và chúng em đang rất là háo hức và mong chờ giây phút này, và những tràng vỗ tay của các anh chị cựu học sinh đâu ạ. Kính thưa quý vị thân mến, tiếng trống trường rộn ràng ngày khai giảng, náo nức lòng bao ngày tháng chờ mong. Tuổi hồn nhiên đầy ắp ước mơ hồng, con tới lớp cô dọc vòng tay đón. Vâng, thật tuyệt vời thưa quý vị, một tràng vỗ tay thật lớn để cùng cảm ơn thầy giáo Nguyễn Trọng Hồng, nguyên hiệu trưởng nhà trường. Và chúc các thầy thật nhiều sức khỏe, cùng với đó là các thầy giáo, cô giáo trong ban giám hiệu, và cùng với các thầy cô giáo bộ môn cũng đã về dự với chương trình ngày hôm nay. Vâng, và kính thưa quý vị thân mến, trong giây phút vô cùng xúc động và bồi hồi,
Thì những tiết mục văn nghệ, những thanh âm của cuộc sống thì không thể thiếu. Và ngay sau đây Quang Cảnh cũng xin được gửi tới các quý vị thầy cô giáo, các quý vị đại biểu cũng như là các anh chị cựu học sinh niên khóa 1995-1999 của trường Trung học cơ sở Kim An và các anh chị tới từ các đơn vị ban liên lạc một ca khúc mang tựa đề Sapa nơi gặp gỡ đất trời. Vâng, và thưa các thầy cô thân mến và các anh chị, em Quang Cảnh đây cũng là một cựu học sinh của nhà trường. Tuy nhiên thì em kém các anh chị rất là nhiều tuổi, nhưng ngày hôm nay em cũng không giấu được sự xúc động, bồi hồi và mong muốn có những đóng góp, góp phần thành công chung trong chương trình hội khóa ngày hôm nay. Và một ca khúc ngay sau đây gửi tới toàn thể quý vị. Bồng bềnh mây trắng thấp thoáng lộ nhô rừng cây, lòng lành trong xanh dòng suối dập dìu sắc màu chợ biên, ngọt ngào cành nêm hoang đào xuân chung chim anh say ngập ngừng sương răng lôi phố xuân sang nhịp bay vàng tiếng khen chàng trai xuống chợ khen gặp ai mà sao vui thế, tiếng đàn mỗi em nói điều gì cho ta ngồi bên nhau đêm nay. Xa ba chiều nghiêng huyền thoại mặt trời mọc lên từ ba em, phố nhỏ nhìn lên từ trong mây ơi xa ba. Bốn mùa hoa trái và mùa con trai hát gọi con cái đám say phiên chờ anh về cùng em. Vàng tiếng hẹn chàng trai xuống chợ hẹn gặp ai mà sao vui thế, tiếng đàn mỗi em nói điều gì cho ta ngồi bên nhau đêm nay. Xa vắng chiều nghiêng huyền mọc lên từ má em, phố nhỏ nhìn lên từ trong mây ơi xa ba, nơi gặp gỡ đất trời. Bốn mùa hoa trái và mùa con trai hát gọi con gái đắm say bao tình ai về cùng xa ba. Vâng, và tất cả quý vị, các quý thầy cô cũng như các anh chị có thể cho Quang Cảnh một tràng pháo tay được không ạ? Vâng, xin được trân trọng cảm ơn rất nhiều. Bồng bềnh mây trắng thấp thoáng lộ nhô rừng cây, lòng lành trong xanh dòng suối rất dịu sắc màu chờ biên, ngọt ngào cành nêm hay đào xuân chung chim anh say ngập ngừng sương răng lôi phố xôn xao nhịp bay đúng đường. Vâng, và các anh chị có thể vỗ tay theo những nhịp điệu ca khúc này không ạ? Vàng tiếng hẹn chàng trai xuống chợ hẹn gặp ai mà sao vui thế, tiếng đàn mỗi em nói điều gì cho ta ngồi bên nhau đêm nay. Xa ba chiều miếng huyền mặt trời mọc lên từ ba em, phố nhỏ nhìn lên từ trong mây ơi xa ba, nơi gặp gỡ đất trời. Bốn mùa hoa trái và mùa con trời
đắm say phiên chợ anh về cùng em. Vàng tiếng khen chàng trai xuống trận, hẹn gặp ai mà sao vui thế. Tiếng đàn môi em nói điều gì cho ta ngồi bên nhau đêm nay. Xa phá chiều nghĩa huyền thoại, mặt trời mọc lên từ mai em, phố nhỏ hiền lên từ trong mây. Ơi xa phá nơi gặp gỡ đất trời, vốn mùa hoa cháy và mùa con trai hát gọi con gái đắm say bao thì. Ai về cùng xa ba, xa ba, ơi xa ba, ơi xa ba. Vẫn hương bao tình. Ai về cùng xa ba. Vâng, cảm xin ạ. Kính thưa các thầy cô giáo cùng toàn thể các bạn cựu học sinh thân mến, truyền thống tôn sư trọng đạo, ăn quả nhớ người trồng cây từ xưa đến nay vẫn là một truyền thống quý báu của dân tộc Việt Nam chúng ta. Và ngày nay sau đây xin được trân trọng kính mời bạn Lê Thị Thanh, cựu học sinh trường Trung học cơ sở Kim An, thay mặt cho ban liên lạc hội khóa sẽ lên sân khấu để có bài phát biểu tri ân các thầy cô giáo, những người lái đò thầm lặng trong buổi lễ kỷ niệm ngày hôm nay. Xin được trân trọng kính mời bạn ạ. Kính thưa các quý vị đại biểu khách, kính thưa quý thầy cô giáo cùng toàn thể các bạn cựu học sinh thân mến. Được sự phân công của các bạn trong ban liên lạc hội khóa, lời đầu tiên cho phép em xin được thay mặt cho toàn thể các bạn cựu học sinh niên khóa 1995-1999 trường Trung học cơ sở Kim An được gửi tới toàn thể các quý vị đại biểu khách, quý thầy cô và toàn thể các bạn cựu học sinh lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Kính thưa các quý vị đại biểu khách, kính thưa quý các quý thầy cô giáo, nhớ lại những ngày tháng học trò, chúng em không khỏi bồi hồi xúc động. Chúng em được học tập dưới sự dìu dắt, ân cần, tận tâm của quý thầy cô. Những bài giảng của thầy cô không chỉ truyền tải kiến thức cho chúng em, mà còn là hành trang cho chúng em trong cuộc sống ngày hôm nay. Thầy cô đã dìu dắt chúng em từng bước trên con đường học tập, để rồi ngày hôm nay chúng em đã trưởng thành và tự tin bước vào cuộc sống. Nhân dịp này, chúng em xin được gửi lời tri ân sâu sắc đến quý thầy cô, những người lái đò thầm lặng đã chấp cánh cho những ước mơ của chúng em bay cao, bay xa. Chúng em luôn biết rằng để có được những thành quả như ngày hôm nay, chúng em đã được nhận được sự quan tâm, dạy dỗ, ân cần của quý thầy cô. Lời tri ân của chúng em tuy nhỏ bé nhưng vô cùng chân thành. Chúng em xin hứa sẽ không ngừng rèn luyện và phấn đấu để không phụ lòng mong mỏi của quý thầy cô. Kính thưa các quý vị đại biểu khách, kính thưa quý thầy cô giáo cùng toàn thể các bạn cựu học sinh. Thời gian trôi qua thật là nhanh, chúng em giờ đây cũng đã trưởng thành và có những công việc riêng. Nhưng những kỷ niệm về mái trường xưa, về thầy cô, về bạn bè mãi mãi là những kỷ niệm đẹp trong cuộc đời của chúng em. Chúng em xin kính chúc các quý vị đại biểu khách, quý thầy cô luôn luôn dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và thành công trong sự nghiệp chồng người cao quý. Kính chúc các bạn cựu học sinh và toàn thể gia đình luôn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và gặt hái được nhiều thành công trong cuộc sống. Chúc cho mái trường Kim An ngày càng phát triển. Chúc cho buổi lễ kỷ niệm 25 năm ngày hội khóa thành công tốt đẹp. Em xin trân trọng cảm ơn. Vâng, và kính thưa toàn thể quý vị thân mến, những giây phút tuyệt vời, những giây phút mà ngay sau đây những anh chị cựu học sinh cũng như là ban liên lạc rất được mong chờ. Và ngay sau đây xin được trân trọng kính mời các thành viên của ban tổ chức, ban liên lạc sẽ lên tặng hoa và quà tri ân tới các thầy cô. Và xin được mời bộ phận hỗ trợ sẽ cùng di chuyển những chiếc ghế lên bên sân khấu để cùng ít phút nữa thôi. Ngay sau đây chúng ta sẽ chào đón sự hiện diện của các thầy giáo, cô giáo sẽ cùng có mặt để cùng đón nhận những món quà của toàn thể các anh chị cựu học sinh.
trường xưa với bao kỷ niệm, bóng dáng cô thầy vẫn vương không rời. Một thời tuổi thơ trôi theo cánh phượng, lời thầy cô học mãi. Con nhớ cô thầy dìu dắt con nên người, nâng con bay khắp phương trời. Bây giờ con về thăm ngôi trường xưa, giờ già hơn trước. Con tìm cô thầy xa bao nhiêu năm, tóc đã bạc phơ. Con về thăm lại ôi sân trường xưa, một thời mơ ước. Cô thầy đâu rồi, nghe trong tim con vang tiếng cô thầy. Về lại trường xưa với bao kỷ niệm, bóng dáng cô thầy vẫn vương không rời. Một thời tuổi thơ trôi theo cánh phượng, lời thầy cô vọng mãi. Con nhớ cô thầy dìu dắt con nên người, nâng con bay khắp phương trời. Bây giờ con về thăm ngôi trường xưa, giờ xa hơn trước. Kính thưa các thầy giáo, cô giáo là cựu của giáo viên trường Kim An. Thưa các em học sinh là cựu học sinh của trường Trung học cơ sở Kim An. Hôm nay thật sự là rất là vui và xúc động khi tôi là một cựu giáo viên của trường Kim An đã qua rất là nhiều năm và hôm nay lại được trở về với mái trường thân yêu, nơi đã gắn bó với cá nhân tôi suốt cả quãng đời của tuổi trẻ. Và tôi đã công tác ở trường Kim An cũng đã gần 20 năm. Sau đó thì do yêu cầu của gia đình thì và tôi cũng đã chuyển công tác đến một nơi khác. Thế nhưng mà tình cảm gắn bó với Kim An thì có lẽ là rất là sâu đậm và rất là lúc nào cũng sâu đậm ở trong trái tim tôi. Hôm nay được trở về mái trường xưa, gặp lại các thầy cô giáo, gặp lại các bạn bè đồng nghiệp, gặp lại các học trò thân yêu, thì tôi rất là xúc động và không biết nói gì hơn. Cũng xin thay mặt cho các thầy cô giáo xin được bày tỏ lòng biết ơn, lòng tri ân và cũng rất là cảm ơn ban tổ chức đã nhớ đến các thầy cô giáo của trường và nhớ đến chúng tôi và đã có mặt thì được sự tham gia trong cái không khí rất là xúc động như thế này. Một lần nữa thay mặt cho toàn thể các thầy cô là xin được trân trọng cảm ơn các em ở trong ban tổ chức đã tổ chức một cái buổi rất là đầm ấm, tình cảm và rất là ý nghĩa. Và đây cũng có lẽ là một cái dấu ấn rất là không thể nào phai mờ trong cuộc đời dạy học của tất cả các thầy cô giáo ngồi đây, và cũng là một cái dấu ấn rất là quan trọng của các em thế hệ học sinh khóa 94, 1994 và 1999. Và một lần nữa xin trân trọng cảm ơn ban tổ chức. Vâng, và thay mặt ban tổ chức xin được trân trọng cảm ơn lời phát biểu của cô đại diện cho các thầy giáo cô giáo cũng có mặt trong chương trình ngày hôm nay và cùng gửi lời những suy nghĩ, những tâm tư và những lời cảm ơn với sự tri ân của những cựu học sinh niên khóa 1995-1999 của trường Trung học cơ sở Kim An. Kính thưa các thầy cô giáo, thưa toàn thể các bạn cựu học sinh thân mến, 25 năm một chặng đường không quá dài nhưng cũng không phải là ngắn để chúng ta hồi tưởng lại ký ức của tuổi học trò. Hôm nay, nhân kỷ niệm 25 năm ngày hội ngộ và tri ân của trường Trung học cơ sở Kim An, các quý vị đại biểu, quý thầy cô, các bạn cựu học sinh chúng ta cùng nhau gặp mặt ở đây. Và trong niềm vui hân hoan sau một chuỗi sự kiện, thì giờ đây bữa tiệc hội khóa của chúng ta đã đến phần quan trọng, phần thưởng thức ẩm thực và cùng nhau ôn lại những kỷ niệm. Trước mắt,
bắt đầu chương trình tiệc, ban tổ chức xin được gửi lời cảm ơn chân thành tới các quý vị đại biểu đã dành thời gian quý báu đến dự buổi lễ kỷ niệm của chúng ta ngày hôm nay. Xin cảm ơn các quý thầy cô giáo, những người đã dìu dắt truyền đạt kiến thức cho chúng em trong suốt những năm tháng của tuổi học trò. Cảm ơn các ban liên lạc của các trường, các thôn, các xã. Cũng chân thành cảm ơn các bạn cựu học sinh đã có mặt trong buổi lễ kỷ niệm ngày hôm nay để chúng ta cùng nhau tri ân các thầy giáo, cô giáo, cùng nhau ôn lại những kỷ niệm của tuổi học trò, chia sẻ những buồn vui trong cuộc sống sau bao năm xa cách, và chúng ta hãy cùng nhau vun đắm lại tình bạn thêm chặt chẽ. Sự hiện diện của quý vị đại biểu, quý thầy cô giáo và các bạn là món quà tinh thần vô giá đối với ban tổ chức và làm vinh dự to lớn của chúng em. Một lần nữa xin được trân trọng cảm ơn và xin kính chúc các quý đại biểu, quý thầy cô giáo và toàn thể các bạn cựu học sinh chúng ta hãy cùng nhau ngồi vào dự tiệc và dâng những ly chúc mừng cho sự thành công của buổi lễ hôm nay. Xin kính chúc các quý vị đại biểu, quý thầy cô giáo cùng toàn thể các bạn cựu học sinh chúng ta ngon miệng và xin được trân trọng cảm ơn ạ. Giấc mơ kỷ niệm trường xưa đã qua đâu rồi, một thời học sinh dấu yêu nào qua đi không gì luyến lưu, trang lưu bút viết lên bao buồn lòng tôi nhớ nhung sớm chiều dù cách xa sẽ mãi không phai nhòa. Ngày từng ngày vội vàng trôi qua, ghi dấu bao nhiêu kỷ niệm. Lời dịu dàng nguyện hòa thiết tha, tâm huyết cô thầy nguyện dạy. Thầm tâm nguyện một đời khắc ghi hai tiếng cô thầy thân thương. Mà chia tay muôn phương cách xa, bạn ơi chớ quên. Trong tim.